Rồi Di Mỹ xin chào các bạn nha. Hôm nay Di Mỹ quay các bạn coi cúc hoa lê nó nở các bạn. Đã nở rồi, vàng đẹp lắm các bạn. Màu là vàng nghệ luôn á. Vàng giống như nghệ luôn á các bạn. Đẹp xuất sắc luôn các bạn ơi. Đây là những thành phẩm đã thành hoàn thành các bạn, nó chỉ còn chờ ngày là thu hoạch nó thôi là chứ không còn gì nữa các bạn. Quá đẹp à. Đi ngang cái vườn qua này mình thấy đam mê luôn các bạn ơi. Đó. Cái màu nó vàng tươi lắm các bạn, màu nó vàng là gặt giống như mà nghệ vậy đó các bạn, mít thái luôn các bạn, hết sức đẹp và bữa nay màu nó xuất sắc luôn. Cái số bông này là tới đây tới ngày 21 là có thương lái là lấy các bạn, chứ cũng bán lẻ, nhiều bán lẻ ít thôi, số ít thôi, còn thương lái là mua nhiều lắm, là đặt mỗi một thương lái là mua đi bán lại, nó có nghĩa là mua khoảng đâu 300 chậu nha các bạn. Cái giống cúc hoa lê này nó cái độ chỗ từ khi mà nó chỗ tới khi mà nó tàn, cái độ dài nó cả một tháng mấy nè các bạn. Nếu các bạn mua chân tết ấy, là có nghĩa là từ đây tới tết rồi qua tết tới gần tháng giêng vẫn còn nở nha các bạn. Yêu cầu các bạn tưới nước vô là nó nở của nó tốt hoài nha, nó không có héo nha, nó gần tháng giêng luôn. Mà so với cái nếu mà chậu cúc hoa lê này chỉ đó hai chồng đó chỉ bán cho nó là một cặp vậy đó, giá thành đó, là bán cho người mua mà đi bán lại thì giá một cặp vậy là 80.000 các bạn, 80.000 một chậu nha. Quỳnh Bưng Bình nó là chỉ bán như một chậu vậy đó là 40.000 các bạn, 50.000 các bạn. Để mình qua bển mình hỏi anh thử chỉ thử cái giá thành chậu như nhiêu nè các bạn, thấy không, bông nó nở là vàng tư vàng ươm luôn đó các bạn, đẹp lắm các bạn đó, nhìn kì đẹp không, nôn nao tết về nha các bạn, quá đã rồi, xúc sắc luôn. Có con chậu này nè các bạn, chậu này nở cực kỳ luôn đó các bạn đó. Đẹp rồi. Này nở quá đã luôn. Vậy là một chậu này khoảng nhiêu tiền anh Như? Một cặp 180 nha các bạn. Nguyên một hàng luôn, dãy luôn, nhìn nè các bạn thấy không, đẹp chứ các bạn. Đó, đây còn cái chỉ là còn săn sóc bậy xương xương thôi, bắt sâu đó đến đỉnh thôi, rồi là tài, vài ngàn nữa là thương lái lấy rồi. Mà bữa nay là 17 mình rồi, 17 còn 4 ngày nó 21 rồi, con thương lái lấy rồi mà. Công nhận cái màu nó vàng, vàng vàng nghệ thiệt chứ, nhìn thì hết sức đẹp à. Cái này nó đẹp hơn cô Bích lắm, cái chậm hơn cô Bích, mình cái này đưa lại gần này thôi đi. Trợn giật luôn ha. Nó tái dữ lắm. Bởi vậy năm nay hai ông bà quyết định chồng nó dứt khoát là chồng hoa lê mà không chồng kia, mà chịu tốn điện chút chứ không chồng hoa. Hỏi vậy. Chồng cái này thương lái, người ta mua bản hàng có mua mạnh hơn nữa, bản hàng lớn một cái người sang lại luôn. Đúng rồi, vì cái màu quá là đẹp và màu quá là xuất sắc luôn mà. Chậu thì cái này thì dễ mời chăm sóc hơn, khô mà cắt đèn là nó vô hộp, nó không có già, không có non gì, như con nậu như canh khó.
Cái giống này là vậy là mình từ lúc mình ương tới khi mình treo đèn nó 40 ngày phải không? Từ rồi sau 40 ngày cái năng cắt cái đèn phải không? Trời ơi, tao treo đèn 2 tháng 5 bữa lận. 2 tháng 5 bữa là hả? Ừ. 2 tháng 5 bữa, 6 bữa như trồng 20 tháng 8 tới 25 tháng 10 mới cắt đèn hả? Tại vì tôi thấy hai ông bà có quá quyết tâm, năm nay trồng có bông thì phải nói là xuất sắc nhất nách luôn à. Trồng mà thôi, trồng vậy đó mà đạt. Mà cái lượng bông này nó nếu mà nở vậy là đạt đạt đó rồi, đâu có thấy đâu. Đẹp lắm. Màu nó hết sức đẹp rồi. Bà có đầy lon quả nó nhìn bữa nay nó không nhìn là cái như là muốn dục nó rồi, chứ không thấy không mê rồi. Trời ơi, đầy lon không chừng chỗ bị sớm nữa tái ngắt không ơi. Nó tụt xuống mà có lát là đầy lon á. Ừ. Mày thấy vậy chứ tại mày không trong người bông chứ cái đó là chỗ bị sớm rồi đó. À, nó dỗ hôm nay nó đẹp tới mặt tới gắt à. Đàn ông nó có hổm đi qua lại là ăn nói chỗ luôn rồi. Thì nó chị rồi chứ rồi là nó chỗ rồi, chỗ mà chỗ kiểu không có nhìn cái màu không đẹp. Trồng cúc hoa lê này thì thấy vậy cũng cực đó bạn, tới khi mà ngày nó thành nó nở vậy rồi nè, mà còn phải mỗi buổi mỗi ngày mỗi xe đi qua ra thăm dòm có sâu không, bắt sâu các bạn, bắt sâu nó ăn hết hư bông hết trơn. Này bông này nó chưa có xè hết tay mà xè hết tay bự lắm các bạn. Bự xè nếu nó bung về nên đẹp lắm. Bông này. Quá đẹp quá. Như cái mấy cái như cái này nè vùng xe mà hết bự á. Ồ, bông này đẹp, cái chậu này hết sức đẹp rồi. Vậy là đã thâu trồng trọt từ ngày ương tới khi mà thành sản phẩm được là cũng tính ra cái thời gian nó có 120 ngày nữa, trên 4 tháng rồi. Đó là có 5-4 luống, có luống là đẹp nhất rồi. Luống này đều. Anh đang tìm sâu, anh bắt sâu á. Các bác sĩ đi tìm kiếm mới dịch, dịch sâu, tìm dịch lá, tìm sâu các bạn. Bắt sâu, hai vợ chồng chăm sóc. Còn đây bên đâu bạn, đây là quá là đẹp luôn. Con chậu này định xuất sắc luôn nè. Bông bự mà đều. Đó, vậy thì mình cũng xin tạm dừng cái video này nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Hẹn lại video sau nha.
bài.